Chào các bạn. Trong cái video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cách để chúng ta bật và tắt cái chức năng update ở trên Windows 10. Thì đây là cái bản Windows 10 mà tôi đang sử dụng, cũng vừa mới cài đặt xong. Đây, ta có thể kiểm tra ở trong cái phần này. Chúng ta bấm chuột phải vào đây, mà bấm vào Pro cấp tin này. Đây là bản Windows 10 Pro. Và nếu như chúng ta không tắt cái chức năng update của cái Windows 10 này thì trong trường hợp mà chúng ta đang làm công việc thì tự nhiên thì cái bản Windows 10 này nó update thì sẽ rất là mất thời gian. Vậy thì cái cách để chúng ta làm như thế nào? Thì đây, chúng ta chỉ cần thực hiện qua các cái bước sau đây. Bước 1, bước 2, bước 3, cần 4 bước rất là đơn giản thôi. Bước 1 này, trước hết là chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Windows cộng với R để mở cái hộp thoại Zoom này ra. Bây giờ ta sẽ làm này, bấm Windows R này. Sau đó chúng ta sẽ gõ cái từ này vào. Đây, chúng ta gõ từ đây. Hoặc là chúng ta có thể copy. Đây. Ok. Thì trong cái danh sách này thì chúng ta sẽ kéo xuống để chúng ta tìm đến cái mục Windows Update. Nó sẽ nằm ở phần dưới này. Đây, chúng ta sẽ thấy cái phần này. Đây, chúng ta bấm vào. Chúng ta nháy đúp vào. Tức là nháy đúp vào cái dòng này thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái bảng tiếp theo. Thì ở cái dòng này thì bắt đầu thì chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo. Đây là bước thứ hai rồi. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ nhấn vào nốt Stop. Đây, chúng ta tìm tự ra này. Đây, chúng ta sẽ bấm vào nốt Stop vào đây là một này. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ chọn ở cái dòng Startup ở đây này. Thì ta sẽ chọn xuống cái dòng cuối cùng này. Và sau đó chúng ta bấm Apply rồi bấm OK. Đấy, như thế là ta đã tắt xong cái chức năng tự update của Windows 10. Và nếu như một cái ngày nào đấy các bạn muốn mở lại để chúng ta update lên Windows 10 tiếp theo, lên cái một cái phần mới hơn nữa, thì chúng ta lại cũng làm tuần tự các cái bước như thế để chúng ta vào để chúng ta bật lại cái chức năng này. Rất là đơn giản thôi. Bây giờ ta sẽ vào để ta bật lại cái chức năng này. Ví dụ bây giờ ta sẽ bấm Windows R này và dán cái dòng này vào, bấm OK. Bây giờ ta sẽ tìm đến cái mục Windows Update. Nó nằm ở phía dưới này. Đây. Đây là cái dòng này, ta sẽ nháy đúp vào cái dòng này. Bây giờ ta sẽ bật lại cái chức năng này. Thì ta sẽ bấm vào đây, chọn dòng đây. Sau đó chúng ta bấm OK, bấm Apply. Và sau đó bấm vào nút Start ở đây để cho chúng ta nó bật lại cái chức năng này. Và bấm OK. Thế là ta đã bật lại cái chức năng update này rồi. Tuy nhiên thì đối với máy của tôi thì bây giờ tôi tạm thời tôi sẽ tắt đi cái phần tự động update này để khỏi phải ảnh hưởng đến cái quá trình làm việc. Nên tôi sẽ lại nhấn nút vào để tôi tắt đi cái chức năng này đã. Một lúc nào đấy cần thiết thì tôi lại sẽ là bật nó lên. Đây, bấm vào này, bấm vào này, OK. Đấy, như thế là tôi đã tắt xong cái chức năng tự động update của Windows 10 rồi. Quý vị thân mến, thì trong cái video này tôi đã hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn là cách để chúng ta tắt bật chức năng update trên Windows 10. Nếu có điều gì băn khoăn thắc mắc thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất.
Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.